Nhung xin kính chào quý khán giả. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại kênh Cây Lúa Cần Thơ. Nhằm mục đích cập nhật tình hình thực tế các trà lúa tại thành phố Cần Thơ, thì hôm nay Hồng Nhung và kỹ sư Quốc Chí đã quay trở lại ruộng lúa Đài Thâm Tám của chú Phương tại huyện Thới Lai. Như ở video trước, Cây Lúa Cần Thơ đã nói về chủ đề cây lúa cần gì để đẻ nhánh sớm và gia tăng chồi hữu hiệu. Thì ở video ngày hôm nay, Hồng Nhung xin mời quý khán giả cùng lắng nghe những chia sẻ của kỹ sư Quốc Chí và chú Phương về chủ đề chồi hữu hiệu là gì và cách giúp lúa gia tăng chồi hữu hiệu trong giai đoạn đẻ nhánh này nhé. Hôm nay thì trà lúa ở đây của chú Phương cũng đã được 25 ngày. Thì hôm nay Quốc Chí cũng có dịp quay lại để thăm cùng với chú Phương thăm cũng như là đánh giá cái tình trạng ruộng hiện tại. Gài á, là trên miếng ruộng mà con nghe nói thì khu vực mình ở đây là đang có cái dịch hại là gài nâu nhiều hả chú? Đúng rồi. Chú cũng có cho phun rồi 2 ngày rồi. Thì cũng như chỗ chú Hương cũng có chia sẻ thực tế, có nghĩa là ở cái trà lúa của chú Hương ở đây là khu vực Thới Lai Cần Thơ thì cũng đang gặp cái tình trạng đó là gầy nâu, hổng gầy là đang có rất là nhiều những con gầy cám đó, tấn công gầy hại. Thì bà con ở khu vực Cần Thơ cũng như khu vực khác đang có cùng một cái trà lúa như của chú Hương hôm nay là 25 ngày thì có thể là đi thăm đồng để kiểm tra xem là có gầy nâu hay là không, có nghĩa là mình sẽ can thiệp kịp thời để bảo vệ cái lúa mình ở cái giai đoạn này tốt nhất, như là hạn chế cái việc mà gầy nó chích thúc làm nóng lúa nè. Ở giai đoạn này khi mà nóng quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái giai đoạn đẻ nhánh rất là nhiều. Đồng thời thì ở miếng ruộng này thì ngay từ đầu cũng hợp với chú Phương là cho phun những cái cử như ở cử diệt mầm á, thì là mình cộng với cái Combilex A để kích cho cây lúa mình nó khỏe ngay từ nhỏ, nghĩa là nó dược nước nhưng mà cái thân nó vẫn rất là mập, đúng không chú? Đúng rồi. Trong thì ở cái clip vừa rồi á thì hai chú cháu mình cũng có chia sẻ với nhau về cái vấn đề đó là những cái tác động, những cái ảnh hưởng đến cái sự đẻ nhánh và cái cách làm sao để cho một cái ruộng mình nó tăng được số chồi hữu hiệu trên một cái đơn vị diện tích mét vuông. Thì cũng có bổ sung thêm một số cái chế phẩm ở cái giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu, có nghĩa là giai đoạn từ 18 đến 20 ngày, thì mình sẽ cho phun thêm cái bộ sản phẩm đó là Mabit 40XL và cái sản phẩm là Combilex A, thì để nhằm giúp kích thích cái lúa của mình nó phát triển ra cái bộ rễ nhiều lông hút nè. Cái thứ hai là nở chồi, nhưng mà cái chồi giữa cái chồi mẹ chồi con á nó đồng đều với nhau. Dạ, nó tạo được cái sự đồng đều. Thứ hai cái lá của nó rất là dày, nó tăng cường được cái khả năng quang hợp. Cho nên là cái bẹ lúa của mình nó cũng rất là cứng, nó ôm rất là sát thân. Sát thân. Dạ, cho nên là nó cũng một phần kháng được cái sâu bệnh. Là mình phun Mabit Combi. Mình phun tới nay là được 7 ngày rồi. 7 ngày. Nghĩa là mùa đơn tuần rồi đó. Thì hôm nay sẵn chuyến ghé thăm và sẵn chia sẻ đến bà con xem kênh Cây Lúa Cần Thơ về cái hiệu quả thực tế ở cái ruộng mà mình đang ứng dụng những cái giải pháp để giúp tăng cái số chồi hữu hiệu ngay ban đầu nè chú Phương. Đây những lúa mới kiểm tra rồi kìa. Này nó đều nhau ha. Cái mẹ cái con nó lên nó đang đều ghê. Này có thể thấy. Cái lúa này bây giờ là chắc ăn là chồi này là ăn được hết rồi. Đúng rồi. Như mấy bụi này, như này là hai bụi này là chồi đạt chân ba bụi nè. Chồi này là mình nữa là có bông hết. Dạ, nghĩa là bây giờ là một chồi mẹ. Chồi mẹ, chồi con. Chồi này cũng như chồi cháu, có nghĩa là cái lúa mình đang hiện tại là chắc ăn là đang bốn chồi và một cái chồi thứ năm. Đúng rồi. Hiện tại lúa 25 ngày những chồi này nó đang phát triển như vậy là nó đã rất là đạt. Nên là từ cái giai đoạn 30 ngày trở về sau á thì dĩ nhiên thằng này thì rất là ngon rồi. Với một vấn đề mà cũng muốn chia sẻ tới nhiều bà con, có nghĩa là nhiều bà con hỏi thì lúa nhìn làm sao để biết đó là cái chồi hữu hiệu để về sau mà nó phát triển tốt đó. Thì thường lúa ở cái giai đoạn từ gần tới giai đoạn đón đồng thì nó sẽ bắt đầu diệt những cái chồi nào vô hiệu nhiều nhất. Những đúng cái rồi. Chồi hữu hiệu sẽ là những cái chồi có chiều cao khoảng 2/3 so với cái chồi mẹ. Và cái thứ hai đó là những cái chồi này sẽ những cái chồi mà có cái số lá từ 3 lá trở lên là những cái chồi này sẽ là chồi hữu hiệu và những cái chồi này sẽ cho bông về sau. Còn những cái chồi mà nhỏ hơn á mà nó đẻ như cái chồi nào mà đẻ muộn đi, mình kích thích mình sử dụng những cái loại thuốc mà nó trễ, 20 mấy ngày mình phun thì nó trễ, nó nở rất là trễ đó. Và có thể là nó gặp những cái điều kiện thời tiết bất lợi như ở những cái vụ như là hè thu hay là thu đông bị mưa rồi đó chú, nó ngập nước cho nên nó nở trễ, cho nên là về cuối thì cái số chồi hữu hiệu trên đơn vị của mình nó ít, nó không có được nhiều. Đúng rồi. Với một cái ưu điểm mà khi con gửi cái giải pháp kích rễ nhiều lông chồi to thân cứng của cái bộ giải pháp Mabit và cái Combilex A này đến nhiều bà con đang xài á, cũng như cậu chú Hương nè, khi về cuối á
thì những cái chòi con này nó cho cái bông á, cái số hạt trên bông của cái chòi con của mình nó chẳng sẽ nhỉnh hơn so với những cái miếng vụn kế bên. Đúng rồi, Cái này là theo thực tế là chú Phương làm hôm nay mấy vụ là chú Phương thấy cái điều đó nó có đúng hay là không? đúng, theo theo chú thấy là nó đúng. Chú thì riêng bản thân chú thấy á, ví dụ như cái chòi con của người ta đó, khi chỗ lên nó không có đồng đều với cái cây mẹ, nhưng mà khi mình xài cái bộ sản phẩm này á, có những bụi lúa tốt ha, cái chòi con chỗ một lượt với cái cây mẹ luôn, chú thấy là tỷ lệ giàu chắc là ok. Những cái cây mẹ cây con là nó giọt lên nó rất là mạnh, cái lá nó dày mà cái bẹ nó ôm cứng. Khi mà cái bẹ nó ôm sát thân như vậy á thì nó tạo cho cái thân nó rất là cứng à. Chú Đúng có hai rồi, mấy ngày nè, mình cảm nhận thực tế bên ngoài á, mình sẽ thấy được cái thân cái bẹ nó ôm sát, nó có một cái độ cứng cáp, cho nên là cây lúa của mình nhìn nó mập nhưng mà nó rất là cứng, chứ không phải là cây lúa của mình nó bị bợp, đúng rồi, cho nên là về sau thì cái sự đổ ngã nó cũng sẽ giảm, nó hạn chế, hạn hạn chế. chế cái độ ngã. Hai chú cháu mình cũng là kết hợp làm với nhau, hình như là cũng vụ này là vụ Vụ thứ tư rồi. thứ tư rồi, nghĩa là cũng muốn để quay những cái clip thực tế như gì để chia sẻ đến bà con mình, để làm sao mà tăng được cái năng suất cuối vụ là mình phải chuẩn bị ngay từ ban đầu, thứ Đúng rồi. hai là mình phải làm ruộng sao cho nó nhẹ chi phí. Rồi thì như cái ruộng này là chú có giảm được cái lượng phân nào không? Theo theo chú á, thì đầu vụ tới giờ á, thì cái lượng phân là chú có giảm cái UG. Những cái vụ mà chú không có xài bộ sản phẩm á, thì tới thời điểm này á, là chú xài khoảng cỡ 18 kg UG chứ không dư. Nhưng mà tới thời điểm này thì chú xài mới có 14 kg thôi. Còn đây trở về sau nữa chú còn hai cữ phân nữa, thì chú sẽ giảm là mỗi một công gì đó là 4 kg nữa. Là Rồi. coi như là trong vụ này là chú dự định là chú giảm 8 kg UG. Đây là những cái bụi lúa mà vừa rồi là hai chú cháu mình có nhổ về xuống kiểm tra cái rễ. Thì cái lý do tại sao á, là sau khi xài cái bộ sản phẩm Abit thì cái Comilite A thì cây lúa của mình nó lại nhẹ phân, do là nó kích ra được cái bộ rễ này chú. Tôi thấy là nó lông hút nó nhiều. Đúng rồi, cái lông hút nó rất là nhiều. Theo cơ chế á, thì cái lông hút này nó chính là cái miệng ăn của cây lúa, thì nó hỗ trợ cho cây lúa lấy dinh dưỡng rất là tốt, nên mình bón cái lượng phân vừa phải xuống là cây lúa nó lấy hầu như là gần toàn bộ cái lượng phân đó. Thứ hai là nó lấy luôn cả được cái dinh dưỡng ở trong đất để nó nuôi cái cây, cho nên lúa của mình rất là nhẹ phân. Thì theo chú thì đánh giá cái bộ rễ này nó như thế nào? Cái bộ rễ này thì chú xài 4 vụ rồi, cái vụ đầu tiên là chú khẳng định nó là nó khác người ta rồi, xài những cái sản phẩm khác á, rễ nó vẫn vẫn rễ nó vẫn mạnh chứ không phải không, nhưng mà lông hút của nó không có, nó chỉ rễ bự thôi, cái lông tơ nó ít. Chứ cái nữa, cái khi cái rễ nó không phát triển ngay cái phần gốc để mà giống như cái rễ nơm, nhưng mà khi xài bộ sản phẩm này á, là rễ nó phát triển khi mà cái phần gốc lúa đó ra là nó đưa ra cái bộ rễ nó giống như cái rễ nơm, lông hút là nó tu tổ luôn. Con thấy như bữa nay là nhổ lúa 25 ngày, mình nhổ mình kiểm tra rõ ràng rồi. Đúng Sau khi rồi, phun bữa nay là 7 ngày cái bộ 7 rễ này, ngày bộ rễ nó đạt, cái lông hút hầu như là nó từ trên nó này nó dài xuống tới dưới luôn. theo gần cái chốt rễ luôn rồi, Đúng rồi, cho nên là cái khả năng lấy dinh dưỡng của nó rất là lấy tốt. dưỡng nó rất là cao. Cho Chú thấy nên là khi mà mình xài cái sản phẩm combi dưới diệt mầm và combi, nhưng mà biết tới cái thời điểm 25 ngày này rồi á, cái bộ rễ nó lông hút là nó rất là đạt, vậy nói chung rễ khỏe thì cây nó lấy dinh dưỡng cây tốt, dinh dưỡng vậy nó là lấy lên nó tốt. sẽ rất là khỏe. Đúng rồi, Lúa mình nó khỏe ngay từ ban đầu thì về sau cái năng suất nó cũng ổn định hơn. Nên đây thì cái rễ lúa mình làm ngay từ đầu nó rất là ok nè, nên là cái thân nè, bẹ nè, lá nè, chồi nó cũng rất là đồng đều, nên là cái chuyện mà cái chồi hữu hiệu trong một cái đơn vị diện tích hiện tại đến thời điểm hiện tại 25 ngày là mình hầu như là cũng thành công được ở 90% rồi. Nên thì con cũng muốn làm những cái thực tế gì để gửi cho bà con mình cùng xem. Thì clip hôm nay thì cũng chủ yếu là xoay quanh cái vấn đề chăm sóc lúa trong 25 ngày này, làm sao được cái chòi đồng đều nhưng gì và cái bộ rễ nó khỏe nó nhẹ phân. Thì ở những cái clip tiếp theo thì cũng gắng chia sẻ đến bà con mình về cái cách chăm sóc lúa, có nghĩa là sẽ đồng hành với bà con mình từ giai đoạn lúa nhỏ tới lúa lớn luôn, để chia sẻ cho chú Phương. Rồi. Thì này con cảm ơn chú Phương nhiều.